Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những cái dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán có cái giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng và tất cả các dự án đều đã có đầy đủ sổ đỏ cũng như là giấy tờ pháp lý đầy đủ. Hôm nay em đang đứng trước một cái vị trí mới của bên em. Vị trí là ở tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có cái giá chào bán là 1 tỷ 350 triệu và có cái diện tích là 36m2, được thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Đó. Hướng nhà là hướng Đông Bắc và ngõ trước nhà là 2m. Cách đường ô tô đi lại là 40m. Mọi người có thể quan sát luôn. Đó ạ. Xin mời mọi người vào phía cửa chính của ngôi nhà cùng em nhé. Cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế là sắt sơn tĩnh điện, rất là dày dặn và chắc chắn. Phía bên trong đây ạ, đây là phía phòng khách của ngôi nhà. Thì hiện tại em đang đứng ở phần đây là phần để xe của ngôi nhà này. Mọi người có thể nhìn thấy luôn. Để được khoảng tầm tối đa 5-6 chiếc xe máy nhé. Đây là phía phòng khách của căn nhà. Đây là phía phòng khách của căn nhà. Mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng, có thể kê bộ bàn ghế cũng như là để tivi thoải mái ạ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led đều đã được thiết kế đầy đủ rồi. Tiếp theo mời mọi người vào vị trí phòng bếp của căn nhà. Phòng bếp của căn nhà đây với cái diện tích 36m2 thì phòng bếp rất là rộng, dài. Cái phòng bếp này là tủ bếp là được thể thiết kế bằng gỗ lim Nam Phi, đầy đủ. Chậu rửa cũng như là vòi rửa đều làm bằng chất liệu inox 304 chắc chắn. Mọi người có thể ngắm qua tủ bếp một chút nhé, rất là chi tiết đúng không ạ? Đã có hệ thống chờ hút mùi rồi. Mọi người về căn nhà này mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi, còn đầy đủ hết thiết bị vệ sinh cũng như tủ bếp rồi, đèn điện, hệ thống điện cũng như là hiện điện nước đã đầy đủ rồi. Phía tầng 1 của căn nhà là có một nhà vệ sinh. Đây ạ. Được thiết kế là gồm có bồn cầu và vòi xịt. Xin mời mọi người lên tầng 2 cùng em. Tay vịn cầu thang cũng như là được thiết kế là bằng gỗ lim mọi người ạ. Cổ bậc cầu thang được lát đá granite loại 1. Phía tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đây, xin mời mọi người vào phòng ngủ cùng em. Phòng ngủ của căn này rất là rộng, thoáng, đầy đủ đèn điện rồi. Cửa thông phòng là cửa bằng cửa gỗ lim nha mọi người, rất là chắc chắn. Tiếp theo mời mọi người ra tầng cái phòng thứ hai của căn nhà này. Đây, đặc biệt cái phòng này là có ban công. Ban công rất là mở hướng ra bên ngoài, vừa lấy ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong cái căn phòng này rất là thoáng. Mọi người có thể quan sát luôn. Ở đây là có cửa sổ hướng ra ban công ạ, mở ra để lấy gió vào nhà, thoáng đúng không ạ? Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em nhé. Tầng 2 của cái căn nhà này là có một nhà vệ sinh gồm đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo và hệ thống sen tắm. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái căn nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Cũng được thiết kế là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đây ạ. Phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà này. Có cửa sổ hướng ra bên ngoài, rất là thoáng. Tất cả các
cửa thông phòng của ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ lim. Nhà vệ sinh của tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người vừa theo dõi, cũng đầy đủ bồn cầu, lavabo, hệ thống gương, vòi chậu và sen tắm. Rất là đầy đủ, phòng vệ sinh là được lát ốp gạch 30-60 granite, màu rất là trang nhã. Cửa ở trong cái phòng của tầng 3 này cũng là có hướng ra ban công mọi người ạ. Hơi mất một chút. Ở cái nhà phòng này là cũng có cửa sổ hướng ra bên ngoài để lấy ánh sáng vào trong ngôi nhà này. Đó, mọi người có thể quan sát luôn. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà này được thiết kế gồm một phòng ngủ, gồm một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là phòng thờ ở trên tầng 4 ạ. Đó. Mời mọi người đi ra phía sân phơi cùng em nhé. Căn nhà này được thiết kế có hơi đặc biệt một chút là ở đây là có một cái phòng nho nhỏ để làm phòng kho, chữ đồ. Rất là nhiều phòng đúng không ạ? Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà đây ạ. Đó, mọi người có thể thấy rất là rộng, thoáng và mát. Như vậy là em đã giới thiệu xong cái ngôi nhà này rồi. Diện tích là 36m² và giá chào bán là 1.350.000.000 đồng. Hướng nhà là hướng đông bắc. Thiết kế là 4 tầng và thiết kế là 4 tầng, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng bếp và 1 phòng khách. Giá thì chỉ 1.350.000.000 thôi ạ. Đã có đầy đủ sổ đỏ hết và giấy tờ pháp lý đầy đủ. Mọi người muốn biết thêm nhiều thông tin chi tiết nữa thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh giúp em để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bất động sản hữu ích nữa. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.